thì đây là cái bill của chị. Thì tổng cái bill này là 18.950.000. Nhưng mà các bạn đừng có quan tâm cái con số cuối cùng. Mình làm những video như thế này á, mình chỉ muốn nói á là các bạn chỉ cần có tiền đổ xăng và một chiếc xe, một cái ý chí để đi thôi. Các bạn muốn đi vì mục đích gì cũng được hết đó. Nhưng mà các bạn đừng có cái đừng có lợi dụng mọi chính sách của mình để mà anh ơi em đi từ Biên Hòa ra Hà Nội xong em quay đầu khoảng 4 ngày anh hỗ trợ đồ cho em được không? Thì các bạn mấy cái đó mình sẽ không hỗ trợ. Mình chỉ hỗ trợ một chuyến đi dài, một chuyến đi xa, thậm chí mình hỗ trợ các bạn đi 1 năm luôn cũng được, không sao. Hành trình của chị là 3 tháng đúng không? Ngày chị gọi là 3 tháng. Đúng rồi, 3 tháng và 4 tháng. Cái đầu tiên cần là cái bộ giáp á. Khi chị có một cái bộ giáp á, chị không cần phải đem áo mưa, áo ấm, áo lạnh gì hết á. Chị chỉ cần mặc cái bộ giáp này thôi là nó đủ rồi. Nó chống nước luôn, cho nên mình mang đi thoải mái. Cái này là nam nữ mặc được không? Thì cái này á, nó là giáp mà. Thực ra con gái mặc cái này đẹp hơn trai. Cái này mặc khá là thoải mái. Để em lấy cái bộ của em cho chị mặc thử. Cái áo này á, nó sẽ giữ ấm cực kỳ tốt luôn. Đợt em đi Tây Bắc á, em mặc mấy cái bộ đồ thun mà ôm vô người á, thì mấy cái áo thun bình thường thôi, còn lại là di chuyển mặc cái này. Đó, nó sẽ là như vậy. Có mưa á thì chỉ cần vậy nè, chị lấy cái này xuống nè. Đó, chị gài xuống. Rồi chị dế ra đằng sau nè. Ở đây nó có một cái dây kéo nè. Chị nhìn đây nè, mình kéo lên kéo xuống nè. Khi mưa mình sẽ như vậy, mà khi chị lạnh quá thì chị như vậy. Thì cái này nó có full giáp bảo vệ. Thì khi mà chị té xuống ở đây nó cứ giáp bảo vệ nè. Đây, ở đây rồi cái lưng, rồi khi ở đối với cái quần á thì nó có ngay đây nữa. Nó có phần eo này. Nói chung cái này là cái thích hợp nhất cho cái chuyến đi của mình. Bộ này bộ best nhất rồi. Thay vì chị lấy cái quần của nam là cái quần của cái áo này luôn á, là chung một bộ á, thì chị lấy cái quần này đi. Quần này dành cho nữ. Cái quần này thì nó sẽ ôm vô người dễ hơn. Rồi ở đó là về cái phần giáp. Ngày xưa thì em không hỗ trợ được đâu, tại vì em chưa có. Giờ mới hỗ trợ được bộ này. Thì cái này là tùy may mắn đúng không? Đây tùy chị thôi nha. Tại vì mặc nó là cái an toàn, mình mặc mình đi xuyên suốt, đi hoài luôn. Dù có mưa mình cũng không cần dừng lại, hay là dù có mình có xảy ra sự cố thì mình cũng ít nhất là có cái bảo vệ. Nó cũng đỡ. Thì đi chọn thời điểm này nó khá là nhạy cảm luôn, vì nó gần Tết. Cướp giật đồ nhiều thứ lắm, cho nên em sẽ hỗ trợ một mũi chống trộm. Thực ra em cũng không biết là chị cần gì, nhưng mà em cứ theo cái lịch trình của chị em máy nha. Thì đương nhiên là cần phải có chợ sáng nha. Em sẽ làm một bộ đơn giản nhất để chị sử dụng dễ nhất. Với cái tốc độ của chị thì em đoán là mình không... Chị thích cái nón của chị đang đội đúng không? Không, mình sẽ có một cái nón full. À ok, tuyệt vời, phải có một cái nón full. Bây giờ nó sẽ có hai giải pháp cho cái vật dụng của chị nè. Cái thùng đó thì chị muốn thay qua một cái thùng tốt hơn không? Không, mình sẽ lấy cái thùng đó. À lấy cái thùng đó đúng không? Tại vì nếu mà chị chuyển qua cái thùng ADV á thì sức chứa nó tốt hơn. Mà nó có lưới nó ràng lại. Thì mình biết rồi, nó có những cái chấu ở đúng trên, rồi đúng rồi, thì đó là những sao? Thì cái thùng đó cái thùng đó là mình tại vì nó là như vậy, nếu như chị xài thùng nhỏ thì chị cần phải có một cái túi đủ to, còn nếu chị xài thùng to thì một cái túi vừa đủ. Thì bây giờ cái thùng ok, mình sẽ chốt cái thùng đó đi. Thì còn cái tới giải pháp cái túi thì nó sẽ có hai giải pháp nha. Một là cái này, nó sẽ để ở hai bên xe, để như vậy. Cái này á thì bản chất nó chống nước luôn. Nó là cái túi bự nhất hiện tại rồi. Sức chứa nó là 90 lít nhưng mà chỉ xài được khoảng 65 lít, 70 lít. Thì nó còn phải có một khoảng trống để chị gấp lại. Để nó chống được nước á thì tùy chị thôi. Hoặc là cái túi này, tại vì khi chị để cái túi này vô á sẽ bất tiện là khi đổ xăng á. Đây là giải pháp của túi, ví dụ như full đồ đi. Nó sẽ bự ra cái đây nè. Chị xuống xe chị đổ xăng, chị phải tháo dây ràng. Ghim nó xuống. Chị tưởng tượng đi, một ngày mà chị ghiêng chừng 5 lần thôi. Lên cơ luôn á. Rồi chị bật cái yên lên, chị đổ xăng. Sau đó chị mới lên nó một lần nữa. Hiểu ý em nói đúng không? Rồi lên một lần nữa. Đó là cái nhược điểm. Nhưng mà ưu điểm của nó là sức chứa rất là tốt. Mà mưa thì cũng cả tiếng luôn. À cái này thì nó sẽ cân bằng xe tốt hơn cái này. Tại nó nằm ở đây luôn rồi. Thì đó là cái ưu điểm. Sức chứa cũng nhiều hơn. Rồi mình sẽ tính tới cái này. Đây là cái túi hai bên. Đây, chị mở cái yên lên. Cái này lúc nào nó cũng sẽ nằm ở đây. Mở lúc xăng thì mình không có đụng gì tới nó hết. Đúng rồi. Mình đương nhiên mình phải đụng chứ chị. Mình phải có đụng một cái gì đó. Rồi, thì đây là cái mà chị cột vô cái yên. Đây, là cái phần này á, là quần áo á, là chị xuyên suốt, chị đi hoài luôn. Hoặc thì thích chị chọn cả hai cũng được. Nghĩa là em không ngại hỗ trợ, nhưng mà em muốn cho nó đi nó đủ an toàn nhất. Thì nếu mà không được thì mình chọn cả hai. Thì thay vì cái túi 90 lít thì cái túi nhỏ thôi, để đựng liều thôi. Rồi, mình tính tới cái chuyện đổ xăng đi. Đơn giản là chị chỉ cần tách nó ra. Rồi gắn lại. Đó là ưu điểm lớn nhất của nó. Đó, sức chứa nó nè. Rất là to, nhìn vậy thôi chứ chị chứa chắc. Ủa, chính là nó chứa nhiều đồ hơn là đồ mình dự định mang theo ấy. Hả? Mang hai cái.
Thì ý là nếu mà chị xài hai cái thì cái này chị xài ít thôi. Chị bỏ những cái đồ điện tử ở đây. Còn cái này thì chị để một cái gì đó. Chấm nước được. Thậm chí là chị bỏ luôn cái thùng này chị không đựng cái gì cũng được. Tại vì cái đuôi xe nó càng nhiều á thì cái xe nó càng khó lái. À, cho nên là cái giải pháp túi này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những xe nhỏ. À, cái lều nó nằm đây, cái bàn nằm bên đây. Có cái bàn ở đây. Cái lều nó nằm trên đây được hả? Muốn thì được thôi, muốn là được thôi. Tại nó còn cái dây này mà. À, thì cái lều nó nằm trong đây. Đúng rồi, cái lều nằm còn gọn trong này. Cái bàn thì nó nằm bên đây. Đúng rồi. Ừ. Nó khá là easy. Ok, rồi quá được luôn. Nghĩa là nó sẽ nằm trong khu vực này và không ảnh hưởng tới mình. Đúng, chính xác, nó không ảnh hưởng gì hết. À, chỉ có một cái vali hay cái túi không? Mình có cái để đem mang cái ba lô nhỏ xíu đó. Chị chọn cái đó hả? Nếu được thì chị xài một cái thùng. Cái thùng ở trên đây nè. Cái thùng này thì sẽ đựng cái gì? Găng tay, khi mà dừng xuống xe găng tay, nước uống, pin sạc dự phòng, máy ảnh, những cái đồ mà khi mà mình cần xài liền mình mở ra mình xài liền á. Tại cơ bản nó chống nước. Cái túi kia của chị nó không có chống nước. À thì mình có một cái thùng dung tích của nó khoảng 12 lít. À, nó sẽ nằm yên ở đây luôn. Và khi chị dừng xe chị không sợ cái gì rớt hết á. Cái đó mới cả là quan trọng, cái đặc biệt á. Thì đó chị cứ cân nhắc. Em tư vấn thôi, một cái thùng GV ở đây nó sẽ hay hơn. Bên đây có thể là để đồ, kia để cá nhân, những cái cá nhân chia đều hai bên. Rồi đó. Rồi để em ghi lại là chị chọn cái này, giải pháp này đúng không? Dạ. Nó hai túi hai bên. Em sẽ chốt cái thùng. Trên cái thùng nó sẽ có hai cái móc. Để móc gì móc hả? Giống như thứ nhất là móc cái nón. Đúng rồi, nó sẽ giống móc đó. Rồi chị có nghĩ là mình còn cần thêm một cái gì không? Chị có bấm điện thoại không? Xem chat map không? Mình nghĩ chứ cần một cái cục bộ bông tay nào đó lấy không? Hay là chỉ cần một. À chị chưa có bông tay đúng không? Ok. Nó sẽ có hai mẫu găng tay dành cho nữ. Cái này mới mua của Natural 2 luôn, triệu mấy á. Cái này cao nhưng mà nó sẽ hỗ trợ khá là tốt. Cắm trại hoặc nhóm lửa thì khá là hay. Dùng là cái đèn được luôn hả? Đúng rồi, sạc dự phòng, đèn. Cái này là mình dùng bằng pin sạc hay là sạc? Bản thân nó là một cục sạc dự phòng, nó xài cái pin của nó luôn. Khi chị dừng ở một điểm nào đó, chỉ cần cắm sạc cho nó thôi. Em sẽ hỗ trợ cho chị một cái adapter sạc siêu nhanh. Thì cái này á, tại vì em chuẩn bị đi một cái chuyến, không là em cho chị mượn rồi. Thế khi em cần em sẽ đi mua. Người ta vì em biết sắp tới mình cần mình xài nên em không cho mượn được. Em cho chị cái này. Cái này em xu của người ta. Nó xài pin tiểu. Tiếp theo là cái gì? À, bỏ tay đúng không? Dạ. Yeah. Bỏ tay nó có hai loại. Một loại chống nước. Thì cái chống nước này nó sẽ có một cái nhược điểm. Nó chống nước đồng nghĩa với việc khi nước vô nó sẽ không ra được. Chị đeo vô như vậy, chị đem cái tay chị nhúng với nước mấy tiếng đồng hồ luôn, nó cũng không có bị ướt. À, còn cái chuyện thoải mái á, là chị cần phải xài một cái găng tay nó thoải mái. Còn cái găng này là khi đi mưa. Dạ, chuyển qua tay chi đi, chuyển qua cái này đi. Tại cái này nó hơi gai góc. Thì cái này là nó sẽ thoải mái, lái xe rất là thoải mái luôn. Cái này nó chỉ to đây thôi nhưng mà cái ngón nó rất là thoải mái nè. À. Cái này quẹt điện thoại vẫn được đúng không? Đúng rồi, chị móc điện thoại quẹt thử á. Được không? Được. Thoải mái không? Thoải mái. Rồi chốt luôn đi. Rồi thêm một cái giá đỡ nha. Một cái giá đỡ điện thoại. Cái vậy thôi đó. Đương nhiên là đi nó sẽ hơi rung chút xíu nhưng mà không có vấn đề. Không à, nó không phải là vấn đề. Rồi được, lần sau nó có sạc. Em sẽ lắp cho chị một cái sạc nữa. Nghĩa là mình sẽ có hai nguồn sạc. Vậy là không phải lo về sạc dự phòng. Đúng rồi, quan trọng là cái cọng dây sạc của chị nó phải đủ tốt. Dù mà cọng dây chị đủ tốt á thì cái sạc này nó là sạc 3.0, best nhất vào thời điểm hiện tại, là sạc cực nhanh luôn. Và thêm một cái nguồn sạc 2.4 để chị sạc vô pin dự phòng là sạc liên tục. Thì em sẽ gắn cho chị hai cái. Ok, chắc là tầm này là đủ. Còn đồ nghề á thì em nghĩ là nếu mà chị mang theo á, em hỗ trợ được nhưng mà không biết chị có xài được không thôi. À, bộ đồ nghề sửa xe. Sửa xe thì em không biết sửa xe rồi. Thì đó. Thì từ giờ tới ngày đi á, chỉ có chợt nhớ mình cần gì mà vô tình bạn có, mình tiếp tục em có thể hỗ trợ thêm được. Rồi, như đây thôi. Rồi, ok. Uống cà phê không? Có nước uống nè. Nhưng mà uống nước trả tiền nha. Thì nguyên đêm qua tụi mình cũng làm xong cho chiếc xe này để chị khách đi xuyên Việt. Cái lần hỗ trợ này của mình nó khá là cao. Nó có thêm giáp của Tai Chi, giáp chống nước mà đợt rồi mình đi Tây Bắc á, tổng bộ đó tới mười mấy lần. Chút nữa sẽ cho các bạn xem cái bill. Cái option này là thật sự là rất là dư để các bạn đi một cái chuyến đi xa và thậm chí đi mấy tháng trời cũng không sao. Thì đây là cái giá đỡ Kevin nó bằng nhôm. Thì mình sử dụng nó khá là dễ nha. Bỏ vô đây, nhận lại.
1, 2, 3, 4, 5, 6 cái khớp này đều có cao su. Khi mà bạn ép vô nó cũng sẽ không hư điện thoại. Quan trọng á là cái thằng Kewin này á, nó cái dòng cái sản phẩm bằng nhựa các bạn không thích á thì các bạn có thể chuyển qua nhôm bằng y cái mẫu này luôn. Thì khi bạn dặn vô thì làm sao không thể giật ra được ha. Muốn mở ra thì mở ra. Nó có sạc 3.0 thì dưới đây các bạn muốn sạc thì bạn sạc. Rồi tiếp theo là một cái cục sạc Suzuki. Thì cái sạc Suzuki chính hãng này á, thực ra bắt buộc phải có để làm gì? Đôi khi các bạn đang đi một hành trình xa mà tới cái đoạn đó người ta bị cúp điện đi, hoặc là dọc đường đi mà điện thoại hết pin á thì nó sẽ rất là khó chịu. Thì cái này nó sẽ giải quyết được cái tình trạng đó, là khi các bạn hết pin bất chợt thì bạn cắm sạc vô đây, các bạn sạc luôn, có nghĩa là luôn sẽ có điện cho cái điện thoại dành cho trường hợp khẩn cấp. Rồi tiếp theo là một cái đèn của Samsung các bạn. Đây là cái mẫu đèn đầu tiên demo của mình, giá của nó 700.000 The Mister 6 á. Thì mình có khắc đồ của mình lên đây, rồi đương nhiên một cái tem bảo hành và một cái mạch đặc biệt mà mình làm cho xe này mà xưa giờ mình không có làm. Nếu các bạn muốn thì mình vẫn có thể làm cho các bạn nha. Rồi khi các bạn bật chìa khóa lên, cái đèn này được kích hoạt bằng cách là bạn bật pha lên, code là tắt, bật pha là sáng, code là tắt, bật pha là sáng. Có nghĩa là một option cực kỳ đơn giản dành cho nhu cầu đơn giản, nó không bắt xin bắt xít gì đó. Thì khi các bạn cần độ sáng cao thì bạn bật lên, khi bạn không muốn xài ánh sáng nữa thì bạn tắt. Đương nhiên là full relay cầu chì cốt giác để đảm bảo nguồn điện cho nó an toàn. Tiếp theo là bộ Hyperion, bộ chống trộm. Vì đặc trưng của một chuyến đi xa đó là khá là sợ trộm cướp, thì mình sẽ lắp một cái bộ chống trộm cho chị khách, để khi có sự cố hoặc là khi có một cái tình huống gì đó bất cập thì chị chỉ việc bỏ xe đó và đi thôi, mang theo remote bên người là ok. Thì mình cũng dự trù cái tình huống là đi xa mà nó có vấn đề thì mình dự trù cái trường hợp về zin. Bộ chống trộm là điện tử, mình không chắc là nó sẽ hoạt động tuyệt đối thì nó sẽ bị hư, nhưng mà hư vào lúc nào thì mình không biết, cho nên là mình sẽ làm một cái bộ về zin như thế này. Thì chị khách chỉ cần mở yên xe lên, mở cái nắp cốp ra, thì trong đây chị khách sẽ có hai cái phương án. Bình thường sẽ là zin như vậy. Thì khi bộ chống trộm có bất kỳ trục trặc gì mà muốn về zin, thì thứ nhất là mã SOS, nếu mà mã SOS mà vận hành không được thì các bạn có cách thứ hai là cách này, các bạn rút cái giắc này ra cắm qua bên này là nó sẽ về zin tuyệt đối, có nghĩa là xe lúc đầu không lắp chống trộm luôn. Đó là cái cách mình dự trù cho cái trường hợp khẩn cấp ha. Về việc chở đồ thì mình có hỗ trợ cho chị một cái thùng GV. Thùng GV này coi vậy chứ nó khá là lợi hại. Lợi hại cái chỗ mà chống nước nè, cái dung tích vừa đủ để các bạn đựng những món vừa đủ, găng tay khi mà xuống xe, nước uống dọc đường, sạc dự phòng, hoặc là điện thoại, hoặc là những cái vật dụng gần như là cần thiết nhất, hoặc là một cái bóp tiền, hoặc là cái gì đó các bạn có thể để ở đây, không sử dụng thì đóng lại, muốn sử dụng thì mở ra sử dụng. Hai bên này nó có hai cái móc cũng treo gì đó treo. Và cái điều đặc biệt làm nên một chuyến đi thành công đó là phụ kiện để hỗ trợ cho các bạn mang theo đồ bớt cồng kềnh lại, là một cái túi nó rất là dễ kết nối. Full phụ kiện nằm trong cái vỏ rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ các bạn cách xài nó đơn giản như vậy nè. Khi các bạn muốn sử dụng đúng không, bạn chỉ cần mở cái yên lên thì mình chỉ khó chịu vào lúc đầu thôi, mình kết nối vào lúc đầu một lần là lần sau không cần kết nối nữa. Rồi mình sẽ để như vậy ha, mình sẽ kết nối qua cái dây bên này, dây này mình kết nối qua bên này, rồi xong rồi đó là cái túi nó sẽ nằm im như vậy, và mình sẽ đóng yên lại. Thì nó sẽ còn một cái nứt như vậy, bên này một cái, bên kia một cái, một cái đực một cái. Mình sẽ kết nối nó vào đây. Xong. Vậy là các bạn có thể chở được rồi. Đương nhiên á là nó chưa tuyệt đối lắm. Khi các bạn chở đồ á nó sẽ bị như thế này. Nó sẽ bị vậy. Thì ở dưới cái túi này, ở dưới tới nè, vị trí này, mình sẽ kéo cái dây từ đây đi xuống đây. Đương nhiên là trong cái bộ này nó có sẽ sẵn dây luôn, làm rất là dễ. Mình kéo dây từ đây xuống đây, bên đây có một dây nữa, mình sẽ kéo nó qua cái túi bên kia luôn. Là có nghĩa là khi các bạn để đồ hoặc là kể cái không để đồ thì nó vẫn nằm im như vậy, nó không có như vậy. Thì nếu mà chứa đồ thì như vậy là đủ các bạn. Nó có ưu điểm là gì? Đối với những dòng xe này á thì các bạn cần phải đổ xăng nhiều lần cho một chuyến đi dài. Thì khi mà tới nơi các bạn đơn giản lắm, rút cái này ra nè, các bạn mở yên ra và bạn cứ đổ xăng, không có cản trở gì hết. Sau khi đổ xăng xong các bạn đóng lại, các bạn làm ơn gài lại cái dây này cho mình, rồi là xong. Khá là đơn giản. Thì cái túi này khá là ngon. Cái túi này là 41 lít. Thì các bạn nhìn nó nhỏ vậy á, nhưng mà khi các bạn tăng cái giới hạn nó ra thì nó sẽ rất là to nha. Đương nhiên là nếu mà so với cái thùng GV là thùng GV không có vé so với diện tích của nó. Và nó sẽ có một cái bọc chống nước. Thì đối với những cái túi này á, các bạn sẽ sợ hai trường hợp. Thứ nhất là nước có chống nước hay không. Đương nhiên nó sẽ không chống nước, nhưng mà nó sẽ có một cái bọc chống nước nha. Các bạn chùm vô là nó sẽ chống nước. Và nếu như các bạn chứa ít quá thì các bạn có thể là kéo lại cho cái túi nó gọn hơn thôi. Cái túi này đối với mình khá là cao cấp và giá khá là rẻ. Nè, ý mình là cái này nè. Cái này đó là cái thứ mà các bạn đến nơi nghỉ ngơi rồi các bạn mới lấy ra, thì lúc đó thì các bạn mới mở cái bọc này ra. Bình thường thì lên xe các bạn đi thì các bạn nhớ chùm cái này lại. Thì đương nhiên cái bọc này chống nước nha. Rồi, như vậy các bạn đi tới Mỹ luôn á, đồ của bạn vẫn an toàn nằm trong này. Và điều đặc biệt là nó cũng không cần phải tốn quá nhiều sức để các bạn xử lý nó ha. Cái thùng GV thì của du khách luôn. Và mình nghĩ là với cái option này thì các bạn có thể đi được đó cả trăm ngày luôn á. Tại vì đồ mang vừa đủ, mình có hỗ trợ một cái bộ giáp tay chi chống nước nữa. Các bạn có thể xem cái review cái giáp đó ở dưới phần mô tả phần bình luận.
Ok, thì đây là cái bill của chị. Thì tổng cái bill này là 18.950.000. Nhưng mà các bạn đừng có quan tâm cái con số cuối cùng. Mình làm những video như thế này á, mình chỉ muốn nói á là các bạn chỉ cần có tiền đổ xăng và một chiếc xe, một cái ý chí để đi thôi. Các bạn muốn đi vì mục đích gì cũng được hết đó. Nhưng mà các bạn đừng có cái đừng có lợi dụng mọi chính sách của mình để mà anh ơi em đi từ Biên Hòa ra Hà Nội xong em quay đầu khoảng 4 ngày anh hỗ trợ đồ cho em được không? Thì các bạn mấy cái đó mình sẽ không hỗ trợ, mình chỉ hỗ trợ cho một chuyến đi dài, một chuyến đi xa, thậm chí mình hỗ trợ các bạn đi một năm luôn cũng được không sao. Nhưng mà các bạn đi vài ngày hoặc là một tuần hai tuần thì thôi các bạn tự xử lý ha, mình sẽ không hỗ trợ những trường hợp đó. Bạn hãy bình luận là trường hợp nào hỗ trợ và trường hợp nào không hỗ trợ, trường hợp nào mình cũng sẽ hỗ trợ đối với một chuyến đi xa và dài. Và dài bao nhiêu thì đương nhiên các bạn đi một chuyến đi xa mà trải nghiệm đủ á thì bạn mất ít nhất là phải từ một tháng đổ lên, thì cứ trên 30 ngày và trên 5.000 cây số, trên 3.000 cây số đi, mình sẽ hỗ trợ. Và đương nhiên tất cả những món hỗ trợ này đều là miễn phí và có thể là mình cho mượn, có nghĩa là mình sẽ giữ lại cái bill này sau khi các bạn đi về. Em về đây thì mình sẽ dựa trên những cái món này mình lấy lại, kể cả nó hư thì mình cũng sẽ lấy lại. Nếu như mà các bạn mất đi, mình sẽ tính tiền đủ cho cái sản phẩm đó luôn. Mình ví dụ như là cái đèn là 700.000 đi, thì các bạn đi vì lý do gì đó các bạn bị hư, xong các bạn tháo ra các bạn không giữ lại cho mình, bạn vứt đi thì mình sẽ tính tiền cái đèn này là 700.000. Rồi bất cứ món đồ gì mình hỗ trợ thì đều là cho mượn, mình sẽ lấy lại kể cả là nó hư, có sự cố, có tai nạn nó dẫn đến việc bị hư hỏng nặng mình không sửa được, mình vẫn sẽ lấy lại và mình sẽ không tính thêm phí bất kỳ. Nhưng nếu mà nó hư hoặc là bị mất mà các bạn không hoàn trả lại cho mình thì mình sẽ tính tiền 100% nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn một video sau nha. Bye bye.